Sau thành công của vở nhạc kịch Cậu bé rừng xanh hồi mùa hè, đạo diễn Tony Lê Nguyễn chuẩn bị cho ra mắt vở nhạc kịch Anh ngữ tiếp theo với sự tham gia của gần 60 diễn viên nhí không chuyên, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả nhân dịp năm mới 2024. Vở nhạc kịch đương đại nổi tiếng thế giới với tên gọi là Cats, những chú mèo, được đạo diễn Tony Lê Nguyễn thực hiện sẽ ra mắt vào tháng 1 năm 2024. Đây là lần thứ hai đạo diễn Tony Lê Nguyễn thực hiện nhạc kịch cho thiếu nhi tại Hà Nội, sau vở Cậu bé rừng xanh tại Nhà hát Tuổi trẻ. Điểm đặc biệt của hai vở nhạc kịch này đó là không casting, một quan điểm thú vị trong giáo dục nghệ thuật. Cách mình làm drama hay là cách mình làm nhạc kịch ở Việt Nam, nó là một cái công cụ để mình làm giáo dục là chính. Mình giáo dục bằng nghệ thuật, mình giáo dục bằng âm nhạc, mình giáo dục bằng dance. Nghĩa là các bạn đến đây, các bạn nghĩ là các bạn đến chơi, nhưng mà thật ra là các bạn đang học. Học là qua nhiều cái bộ môn khác nhau, học bằng kịch bản. Có nghĩa là mỗi một lần các bạn học thì nó cũng liên quan đến một cái nhân vật hay là một cái cảnh trong cái nguyên cả một cái vở của mình. Mà cho các bạn nhỏ vừa có cơ hội được trải nghiệm được là cái sân chơi ở trên sân khấu như thế nào, một cái trải nghiệm là khi mình có cái cơ hội để tương tác với khán giả là như thế nào. Theo tôi thấy thì cái năng casting này nó là một cái phương pháp rất là nhân văn đối với các bạn nhỏ. Bởi vì chúng tôi luôn tin rằng là các bạn ấy đã có sẵn cái máu nghệ thuật ở trong người. Chỉ có điều là đang ở đâu và đang ở cái mức độ nào. Có bạn thì chưa bao giờ khai mở, nhưng mà có những bạn thì đã biết một chút. Thế nên là cái công việc của những cái người mà đưa đó chính là giúp cho các bạn ấy hiểu được cái vẻ đẹp của nghệ thuật. Vở nhạc kịch quy tụ gần 60 em nhỏ trong độ tuổi từ 8 đến 15 tham gia luyện tập cùng nhiều nghệ sĩ, giảng viên có chuyên môn sâu rộng. Trong quá trình luyện tập, không thể tránh khỏi gặp nhiều khó khăn, nhưng thầy cô vẫn kiên trì hướng dẫn và hỗ trợ các em tận tình. Thì cái khó khăn nhất đó là vừa dạy vừa phải dỗ. Vừa dạy vừa dỗ các bạn và vừa truyền cảm hứng cho các bạn để các bạn tự tin trước đám đông và nghe nhạc phát là nổi lên là các bạn vận động luôn. Đấy. Còn cái thú vị chính là các bạn là đều như trang giấy trắng. Mà mình viết lên cái gì thì các bạn sẽ làm theo mình như thế, và có khi các bạn còn phát triển hơn. Nhiều bạn thông minh, các bạn còn ra những cái chủ kiến riêng của mình. Học là như là chơi. Thì cái đấy là thật ra là cũng không phải là cái phương pháp đâu. Nó là thật ra là một cái bản năng rất là tự nhiên của trẻ con. Cái tưởng tượng đây, bây giờ anh cho con anh mà đi ra ngoài sân, các bạn sẽ tìm tòi từ cái cây này tới cái con kia, rồi các bạn sẽ đặt ra những cái câu chuyện. Mà nếu mà chơi cùng một bạn khác thì các bạn sẽ có cách tương tác. Thì nghĩa là cái chuyện học và chơi đối với các bạn là rất là bình thường. Mình biết là đối với bố mẹ phụ huynh thì họ coi cái tuổi các bạn là cái tuổi phải học. Nhưng mà đối với các bạn nhỏ của mình đó, thì các bạn chỉ cần chơi. Làm sao cho mình cần phải là xây dựng một cái chương trình học giống như là cái cuộc chơi. Thì các bạn sẽ rất là hứng thú để học. Thì cái quá trình học nó sẽ không có đau khổ, nó không có vất vả. Cái đấy nó rất là quan trọng. Thông qua luyện tập vở diễn, các em nhỏ không chỉ được hoạt động thể chất mà còn được rèn luyện tư duy, phát triển năng khiếu của bản thân. Sau 20 buổi tập, các em sẽ được tham gia công diễn 2 đêm tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, dự kiến vào ngày 27 và 28 tháng 1 năm 2024.